Chắc chắn sẽ còn ăn những ngày Tết vui với gia đình chút, rồi cha sẽ về giáo xứ mẹ Ngọc Long của ngoài Bắc, rồi cha sẽ bay qua Roma tiếp tục thêm những chuyên môn của cha thêm 2 năm nữa, rồi cha sẽ trở về lại Việt Nam. Thì cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho Ngài, để cho Ngài tiếp tục con đường mà nhà dòng đã trao phó cho Ngài, đã tin tưởng Ngài và đã gửi Ngài đi học ở bên Roma. Cho nên đó cũng là một đặc ân rất đặc biệt. Nhiều người muốn nhưng không được, nhưng mà Ngài đã được đặc biệt đó, chúng ta cầu nguyện cho Ngài. Và xin Ngài cũng tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Về phần chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho Ngài để Ngài hoàn thành sứ mạng cao cả mà giáo hội và đặc biệt nhà dòng tên đã trao phó cho cha. Chúng ta cho chàng vỗ tay để mừng Ngài. Dạ, con xin hết lòng cảm ơn quý cha, cha quản sứ, đặc biệt cha già Giuse. Con thì thú thật con được ít về đây, nhưng mà con luôn luôn biết là con được đồng hành. Có những người đồng hành một cách âm thầm từ xa, có những người đồng hành bằng những tin nhắn, những cái lời chúc vân vân, và đặc biệt là những lời cầu nguyện. Con là người con của giáo xứ, từ bé con một vài lần con đã được đi lễ ở đây, nhưng mà sau đó thì phần lớn con đi lễ ở trên Ra Lơm. Nhưng mà con cũng ý thức là mình thuộc một cái cộng đoàn giáo xứ rộng lớn của chúng ta. Cho nên con xin hết lòng cảm ơn quý cha, quý cộng đoàn đã cho con về đây dâng thánh lễ cùng với cộng đoàn, hiệp lời tạ ơn Chúa và cầu bình an cho giáo xứ của chúng ta. Và như cha Giuse có nói thì con có thể được ra làm điều này điều kia, nhưng mà con ý thức được, nhất là trong những tuổi đầu của đời linh mục thì sẽ có rất là nhiều thách đố, rất là nhiều khó khăn. Cho nên con kính xin cộng đoàn, đặc biệt là cha già Giuse tiếp tục nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện, bằng những khích lệ, và nếu có những sai sót thì xin chỉ dạy con, sửa dạy con. Và cũng là mùa xuân sắp đến, có lẽ con không có cơ hội quay lại với lại giáo xứ ở đây, cho nên con kính chúc quý cha, quý sơ và toàn thể quý cộng đoàn đón một cái Tết thật đầm ấm, và được Chúa thương ban cho năm mới nhiều sức khỏe, nhiều tình thương và nhiều bình an. Xin cộng đoàn, cảm ơn cộng đoàn nhiều. Lê xong chúc anh chị em.